Khám phá sức mạnh thần kỳ của Thiên Di, món bảo vật không thể thiếu. Thiên Di, hay còn được biết đến với tên gọi Thiên Châu Tây Tạng, là một loại đá mang năng lượng gia trì linh thiêng, có tuổi đời từ hàng trăm đến hàng nghìn năm. Và nổi tiếng nhất là từ vùng Tây Tạng Himalaya, vùng đất được coi là thánh địa của Phật giáo, có thiên địa nhân hợp nhất. Và cũng không phải tự nhiên mà tất cả các pho tượng Phật được coi là quốc bảo, là biểu tượng của Tây Tạng, lại đều được khảm những viên di tại vị trí quan trọng nhất. Và trong tất cả các nghi thức linh thiêng nhất của Tây Tạng, cũng luôn có các viên thiên di trên đồ đeo của những người thầy cao tăng. Thiên di không chỉ là một viên đá quý thông thường, không chỉ riêng Tây Tạng mà các bậc tiền nhân, tăng sĩ tại nhiều quốc gia sùng kính di như một bảo vật hộ mệnh linh thiêng. Đây được coi là cầu nối giữa con người và vũ trụ. Trong ngôn ngữ Tây Tạng, di mang ý nghĩa tỏa sáng, lộng lẫy đầy hào quang. Đá mang năng lượng chữa lành và thường được xem là bùa hộ mệnh. Với mỗi hoa văn trên viên thiên di chính là một câu chuyện giúp chủ nhân gửi gắm vào đó những mong cầu của mình về tài lộc, sức khỏe, quý nhân hay về tình yêu. Khi hữu duyên sở hữu được một viên thiên di, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng mà nó mang lại. Thiên di có mặt trong các hình tượng Phật giáo tại Tây Tạng và được truyền từ đời này qua đời khác trong gia đình, dòng tộc để giữ gìn như một món bảo vật hộ thân. Người Tây Tạng sẽ chỉ tặng hoặc truyền lại di cho những người có tâm thức từ bi, người mà họ vô cùng biết ơn, vô cùng kính trọng. Và nổi tiếng nhất trong số đó có thể kể tới diễn viên Lý Liên Kiệt với viên thiên di chín mắt móng rồng, được cho là có giá trị gần 1 triệu đô. Khi mang thiên di bên mình, chúng ta sẽ liên tục được nhắc nhở về sự tỉnh thức, một lời chỉ dẫn tìm về nguồn cội, rằng hạnh phúc và bình an là những giá trị luôn sẵn có ngay hiện tại. Một sự nhắc nhở về tỉnh thức. Hãy để thiên di trở thành người bạn đồng hành tin cậy, mang đến cho bạn sự bình an, may mắn và hạnh phúc trọn vẹn.